Đối với những khán giả của VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Mỹ cảnh cáo Trung Quốc triển khai hỏa tiến ở Trường Sa. Núi lửa Hawaii phun 1.500 người phải di tản và Mỹ có thêm 164.000 việc làm trong tháng 4, thất nghiệp xuống còn 3.9%. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm cảnh cáo rằng Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả ngay vì ngày càng quân sự hóa Biển Đông. Sau khi có báo cáo cho biết là Bắc Kinh triển khai hỏa tiễn trên 3 căn cứ đang tranh chấp trên biển, ở ờ, bản tin này được CNBC trích từ tin tình báo cho biết là Trung Quốc có thể đã triển khai hỏa tiễn trên ba cái đảo mà họ chiếm của Việt Nam ở trong quần đảo Trường Sa. Đảo này thực ra nó là cái bãi, bãi san hô thôi, họ, họ làm thành các đảo nhân tạo và trong thời gian qua họ đưa thêm những cái thiết bị vô. Thì ba cái đảo này là Subi Reef, Fairy Cross Reef trong tiếng Việt gọi là đảo chiến thập và Mischief Reef tức là gọi là đảo Vành Thanh. Đó. Thì nguồn tin tình báo nói là như thế Tuy nhiên Bộ Quốc phòng của Mỹ thì trả lời như thế này Chúng tôi biết là trong cuộc tập trận hồi tháng 4 Trung Quốc có đem một số họ là tiến ra và để trên mấy đảo này Mà chúng tôi không biết là họ có để lại khi họ xong tập trận hay không hay là họ mang về À cái Bộ Quốc phòng thì là nó nói là lưng chừng như thế cũng có thể là biết có mà anh không dám nói rồi nói là có thì phải đánh chứ không? anh im nhé nhưng mà tình báo của CNBC tiết lộ cho CNBC biết là chuyện đã có và ngày hôm qua ngày thứ năm trong cuộc họp báo tòa bạch ốc thì bà sarah sanders phát ngôn viên tòa bạch ốc khi được hỏi câu này bà nói là à, chúng tôi có nêu quan ngại với trung quốc và chúng ta biết rõ chuyện trung quốc quân sự hóa biển đông và chúng tôi có nói cho trung quốc biết là có những hậu quả trước mắt và lâu dài và chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị đó là câu trả lời duy nhất của tòa bạch ốc à thì theo CNBC cái loại hỏa tiễn mà mang ra để ba cái đảo này là hỏa tiễn chống tàu chiến và chống được cả máy bay luôn Nên là loại hỏa tiễn được tên là YJ-12B có thể bắn xa tới 295 hải lý và loại này năm 2016 được Bắc Kinh triển khai ở đảo Hoàng Sa cái đảo cũng nằm trong biển Đông mà nằm ở phía đông nam của 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 của, của, của đảo Hải Nam của Trung Quốc và do Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974 chắc khi còn nhớ thì đây là cái chuyện rõ ràng là Trung Quốc ngày càng quân sự hóa Biển Đông thì ai cũng biết rồi vấn đề là quân sự hóa tới đâu bao giờ và Mỹ có thật sự muốn ngăn chặn hay không chúng ta phải chờ xem cũng liên quan đến Thái Bình Dương thưa quý vị ngày hôm nay thì một đảo tiểu bang đúng hơn tiểu bang đảo Hawaii có những cái núi lửa tự nhiên nó bốc lên à, ở cái đảo lớn cái đảo lớn nhất của 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 Hawaii ấy, làm cho 1.500 người phải di tản cho đến giờ phút này thì uh, tiểu bang cho biết là chưa có báo cáo ai bị thương tích hay bị gì cả và thống đốc của tiểu bang Hawaii đã coi như là uh, activate, tức là tức là, là kêu gọi lực lượng vệ binh quốc gia nó coi như giúp những người này để mà di tản có tổng cộng khoảng 770 căn nhà đó, uh, trong cái khu vực này phải di tản tức là khoảng 1.500 dân đó là người ta tính như thế thì uh, giới chức ở tại Hawaii County cho biết là những cái nham thạch này nó chảy xuống những cái vùng chẳng hạn như Leilani Estate đó tức là gần cái thao Paloa ở trên Big Island à, trên Big Island thì uh, cho đến phút này thì nói chung là họ đã chuẩn bị hết uh, Hawaii thì phải nói là cái nơi hay có nhiều núi lửa nhằm thành hay chảy xuống mà người ta rất quen nói chuyện đó thì họ phải rất là chuyên nghiệp trong chuyện này và những người này đi di tản thì đều được có chỗ để mà tạm trú tức là Hawaii họ đã chuẩn bị hết thì đó là chuyện núi lửa ở bên Hawaii Sáng nay có một tin rất là tốt cho nước Mỹ, tốt mới có tốt lắm hay không? Đó là trong tháng 4 vừa qua Mỹ có thêm 164.000 việc làm Con số này tăng không nhiều lắm Bởi vì dự đoán của Bộ Lao động là phải là 195 Thì mới tốt 164 ok Có còn hơn không Đó. Và tỷ lệ thất nghiệp xuống 3.9% À cái này mới quan trọng 3.9% là thấp nhất trong 17 năm qua Tức là kể từ tháng 12 năm 2000 À Hồi mấy hôm trước chúng ta thấy là 4.1% đúng không Đó Riêng đặc biệt nó có chi tiết nữa Theo Bộ Lao động cho biết là cái người Mỹ gốc châu Phi đó, từ Mỹ da đen đó, cái tỷ lệ thất nghiệp họ còn có 6.6%, thấp nhất kể từ năm 1972. À, thấp nhất kể từ năm 1972. Lương trung bình thì chỉ tăng có chấm 0 là không có cao lắm. Đó. Nhưng mà cái này thú vị, trong cái số việc làm tăng này thì nó tăng ở đâu ra? Báo cáo cho biết lĩnh vực sản xuất có 24 000 việc làm thêm. Nhà hàng và khách sạn có thêm 18.000. À, bảo hiểm và xã hội thì có thêm 29.300 việc làm và xây dựng nhà cửa thì có thêm 17.000 việc làm. Đó là những công việc có trong tháng 4. Tuy nhiên đây là cái điều không tốt lắm về mặt kinh tế. Bởi vì sáng nay thì trường chứng khoán New York không thay đổi bao nhiêu. Tại sao? À, bởi vì khi mà tỷ lệ thất nghiệp xuống mà co cho thấy một nền kinh tế rất mạnh mẽ. Mà mạnh như vậy nó nóng quá, hot quá. Thì chắc chắn là quỹ dự trữ liên bang sẽ phải tăng phân lợi. À, tăng phân lời để giảm bớt cái tình trạng mượn vay mượn để mà mà đầu tư đó. bởi vì đầu tư nhiều quá thì cũng nó dẫn đến lạm phát Đấy không kinh tế mà phát triển quá thì lạm phát bởi vì chúng ta làm ra hàng hóa tiền nhiều quá dễ quá hàng hóa thì không đủ đó thành thử ra cái gì nó cũng có hai mặt nó tỷ lệ thất nghiệp xuống thì tốt nhưng mà họ sẽ tăng phân lời thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới